Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với LC Thiên Đường Quần Màu Nam Đẹp. Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, sản xuất, bán buôn bán lẻ các mẫu quần jean nam số 1 trên thị trường. Thì hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một mẫu quần bò ống suông nam màu xám cực kỳ là chất luôn, đấy là thương hiệu vô cùng là nổi tiếng và chắc hẳn là ai cũng biết rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng, thương hiệu Burberry nha các bạn nha. Ở phía bên trên đây chúng ta có một chiếc tag, đó, một chiếc tag được làm bằng da và được đính một tấm kim loại. Đây là kim loại nha các bạn nha. Logo của thương hiệu các bạn ạ, nhìn cực kỳ chất luôn, nhìn rất là sang. Và chiếc tag này chúng ta có màu đen, rất là nhìn rất là sang. Quần đây của chúng ta có màu xám và được may bởi những chỉ màu vàng, nhìn vô cùng là nổi bật. Đó các bạn nhìn thấy chưa, màu sắc rất là nam tính. Chiếc quần này khi mình cầm lên mình cảm nhận chất liệu vải cực kỳ là tốt, rất là đầm. Đây các bạn nhìn thấy chiếc quần của chúng ta trên túi đây rất là rộng rãi và được thiết kế một họa tiết cao xước. Đó, để tạo điểm nhấn cho chiếc quần. Chiếc quần này của chúng ta thì mang phong cách cực kỳ là nam tính và chất chơi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, nhìn rất là sắc nét, những cái đường chỉ màu vàng cực kỳ nổi bật trên cái tông màu xám này. Giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem phía bên trong. Đây các bạn cũng thể nhìn thấy túi bên đây của chúng ta này còn được mài phần trên đây để lại những tua rua, nhìn rất là ngầu. Ở phía bên trong quần thì các bạn cũng có thể thấy là chiếc quần của chúng ta có màu xám vô cùng là nam tính, cực kỳ là trẻ trung. Ở hai bên đùi đây chúng ta được uốn rất là sáng, nhìn rất là đẹp, rất là nổi bật. Đó, và những họa tiết mái xước, cào xước nhìn vô cùng nam tính luôn, những đường vuốt ngang này nhìn rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Ở phía bên trên đây của chúng ta thì có túi quần được thiết kế rất là rộng rãi, đây các bạn nhìn rất là sâu rộng luôn. Và túi thì được thiết kế bằng một lớp vải màu trắng cực kỳ là mỏng, rất là mềm, nhưng mà vô cùng chắc chắn các bạn nhé, sẽ không thể bị bục hay là bị rách được, cực kỳ là an toàn. Chúng ta có thể bỏ vừa được ví tiền vào những mẫu điện thoại lớn nhất. Ở bên cạnh thì chúng ta còn có đinh tán được làm một kim loại để các bạn nhìn thấy này, đó màu rất là đẹp và được điêu khắc chữ rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết. Túi thì đều được may bằng những đường chỉ đôi vô cùng chắc chắn. Đây chúng ta có một túi nhỏ có thể bỏ vừa được bật lửa và zippo, những vật dụng nhỏ cũng thể bỏ vừa. Đây ở đây chúng ta có quy quần được làm bằng kim loại lốt nha các bạn nhé, đó nhìn rất là đẹp, rất là sang và được khắc chữ rất là chi tiết luôn. Đó các bạn nhìn cái chữ ấy cực kỳ là chất. Và quần của chúng ta thì được làm bằng đồng nguyên chất 100%, các bạn nhìn thấy đấy, và quần được làm bằng đồng, đó rất là sáng luôn và kéo thì rất là trơn tru và mượt mà, rất là trơn các bạn, kéo rất là thích đấy, kéo rất là thích. Khóa của chúng ta thì vì được làm bằng đồng nên sẽ không thể là bị han gì khi chúng ta sử dụng lâu ngày được, cực kỳ là bền, đảm bảo về chất lượng cho anh em. Ở bên trong thì các bạn thể nhìn thấy là những đường chỉ đều là những đường chỉ đôi vô cùng chắc chắn, những anh em mông to mặc sẽ không bị sợ bục rách và vận động mạnh thì thoải mái luôn, tha hồ luôn. Chất liệu vải các bạn có thể nhìn thấy này, những sợi bông rất là đẹp, có những thứ vải rất là đều, nhìn cực kỳ là xịn luôn. Chất liệu vải là chất liệu cao cấp nha các bạn nha, bằng 100% cốt tông, không co giãn, không phai màu và không sổ lông, đảm bảo về độ bền. Những đường chỉ may thì em cũng thể nhìn thấy là rất là đẹp, rất là thẳng và đều vì được sử dụng công nghệ may tân tiến nhất. Giờ thì mình sẽ cho các bạn xem phía mặt sau chiếc quần. Đây ở phía mặt sau chiếc quần thì các bạn cũng có thể nhìn thấy chiếc quần của chúng ta được thiết kế hai túi rất là rộng rãi, rất là to. Những đường chỉ đều là những đường chỉ đôi, đó, hầu hết đều là những đường chỉ đôi và vô cùng là chắc chắn, vô cùng là dày dặn. Chất liệu vải này cực kỳ là tốt luôn, màu cũng rất là đẹp, rất là nam tính và trẻ trung. Mẫu quần này mặc đi chạy phố, đi chơi, đi dự tiệc thì không có gì để bàn cả, cực kỳ là tuyệt vời. Mẫu quần nhìn rất là sang. Về ống quần thì quần này của chúng ta là ống quần suông các bạn nhé. Đó nên là sẽ được thiết kế ống quần vô cùng là rộng rãi, cực kỳ là thoáng mát, độ thông thoáng thì cực kỳ là cao và có thể che đi được khuyết điểm ở chân của chúng ta. Khi mà chúng ta có khuyết điểm ở chân sẽ tạo thêm sự tự tin cho chúng ta các bạn ạ, tăng thêm sự tự tin. Đó, mặc vào thì vô cùng là tuyệt vời luôn, ống quần cực kỳ là rộng rãi, vận động mạnh cũng không sợ bị bục rách là bị bó, không có gì để bàn cả các bạn, cực kỳ tuyệt vời. Ở phía bên trong đây các bạn thể nhìn những đường chỉ vô cùng là thẳng và đều, được sử dụng công nghệ may cực kỳ là tân tiến. Ở gấu quần của chúng ta thì cũng được mài, đây được mài gấu quần nhìn rất là đẹp, nhìn rất là phong cách, cực kỳ là tuyệt vời. Vừa rồi mình đã giới thiệu qua cho các bạn về mẫu quần bò nam ống suông, nhìn cực kỳ là chất, rất là ngầu này, vô cùng nam tính luôn. Mẫu quần này mặc đi chơi, đi dự tiệc thì không có gì để bàn cả. Nếu các bạn có hứng thú mẫu quần này thì hãy liên hệ ngay cho LC qua số Zalo và số điện thoại mình để phía bên dưới màn hình.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.